Trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt, ông Chusier thẳng thắn chia sẻ sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan. Trước đó, hồi đầu năm khi mới nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, ông Chusier từng tỏ ra khá tự tin khi đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát bóng của đội nhà trước các đối thủ mạnh. Ông chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ ở khoảng 30-40%. Do vậy, nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn, chúng ta bắt buộc phải nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên ngang tầm với đối thủ. Đây là điều không hề đơn giản và cũng không phải muốn là có thể thực hiện ngay được. Chúng ta sẽ cố gắng cải thiện từng bước một. Huấn luyện viên Chusier sẽ điều chỉnh lại tỷ lệ nhiệm vụ kiểm soát bóng tấn công với nhiệm vụ phòng ngự để đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn. Trong những trận giao hữu vừa rồi, có thể thấy khá rõ nhiệm vụ chính ông Chusier đặt ra cho các học trò, dù gặp đối thủ mạnh hơn hay yếu hơn, là cố gắng đẩy cao tỷ lệ kiểm soát bóng. Thậm chí, ông Chusier yêu cầu các học trò cần triển khai phối hợp bóng ngắn, nhỏ ngay từ phần sân nhà, đẩy dần lên tấn công. Cách chơi thiên hẳn về kiểm soát bóng này lập tức khiến tuyển Việt Nam trả giá khi chúng ta gặp các đối thủ mạnh hơn hẳn như Trung Quốc, Uzbekistan. Việc để tâm quá nhiều tới kiểm soát bóng, phối hợp khiến khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam giảm nhiều so với phong cách phòng ngự phản công của ông Park Hang-seo. Đặc biệt, việc cố gắng phối hợp ngắn nhỏ từ phần sân nhà chưa tạo ra được hiệu quả tấn công mà ngược lại gây ra những sai lầm, chết người. Ở hai trận trước Trung Quốc và Uzbekistan, chúng ta đều có những đường chuyền lỗi ở phần sân nhà dẫn tới bị thủng lưới. Nhưng có lẽ, ông Chusier đã phần nào lường trước những điều này khi cho đội tuyển Việt Nam thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng tấn công. Ông hẳn cũng ôm hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi kiểm soát bóng tấn công tốt hơn. Tháng 11 tới, tuyển Việt Nam đã bước vào các trận đấu chính thức của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Chúng ta chỉ còn một trận đấu với Hàn Quốc hôm 17 tháng 10 để rèn luyện trước khi lâm trận. Ông Chusier đã vỡ ra được điều quan trọng nhất để điều chỉnh tỷ lệ kiểm soát bóng tấn công với phòng ngự. Đó là điều rất tốt, nhưng liệu chỉ một trận đấu với Hàn Quốc có kịp cho tuyển Việt Nam chỉnh sửa hay không? Hy vọng rằng với khả năng phòng ngự tốt của tuyển Việt Nam đã được gây dựng từ thời thầy Park cùng đẳng cấp của ông Chusier, chúng ta sẽ sớm trở nên chặt chẽ trở lại, đồng thời đẩy mạnh hơn khả năng kiểm soát bóng tấn công nhờ xu thế mới từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Như thế, sức mạnh tấn công phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ trở nên đồng đều và lợi hại hơn. Dù sao, việc tuyển Việt Nam muốn thoát khỏi thế cửa dưới để có thể chơi tấn công tốt hơn trước các địch thủ mạnh không sai. Vấn đề là chúng ta sẽ làm theo cách nào và mất bao lâu để thành công mà thôi.